Thôi đừng có ai kêu tôi nữa nha trời. Tôi đang tập trung nha trời. Cho ông Quyên nó nghe chứ, ông Quyên nó đang hồi hộp mà cứ Quyên nó đang hồi hộp mà nó cứ ái mết. Trời ơi, cái đoạn When Children cái gì In Dancing đâu mất rồi. Nó nhảy đi ra vậy trời. Đây, xin lỗi mọi người này, bây giờ tập trung câu độ vô chỗ đó nè. Có phải online dancer hay không nè, có ấy hay không nè, đó. Phiền quá đi. Next aware for the 12 to 16 year age group makes young people... Rồi, bây giờ nó đang mention tới cái group là nhóm nào nè. 12 to 16 đồ đúng không? Rồi, nó nè. Mà nó nói là rõ ràng là nó dùng cái chữ gì đó, not aware luôn á nha. People more aware of online dangers. Đúng rồi, nó làm cho mọi người gì? More aware of cái gì? Online danger. Nhưng mà danger có sao? Có online dangers. Để chị gõ qua đây cho mấy bạn này. Online dangers. Đúng rồi, đúng như sao? Nhưng mà phải có chữ sao vô nha. Con ơi, khi mà đi thi á, làm gì có ai chăm phía trước đâu con. Làm tính xe đó con. Chỉ có đúng và không đúng thôi nha mọi người. Thiếu ép là cũng như là mọi người ghi chữ xe đó nha. Đây là phải cẩn thận củi lửa nha. Rồi, tiếp nha mọi người. Cái tiếp theo cái số 3 là making cái gì? Making cái gì đây Trâm ơi? Trâm Chuck Electric từ 13 đến 16 tuổi là making cái gì con? Making friends online đúng không cả lớp? Đúng rồi, ok. Rồi kiểm tra nha. It's a good sight for your child to look at before they start surfing on their own. Now, all teenagers love chatting, and Chat Electric is a site designed specifically for teens from 13 to 16 to make friends online with people their own age. The last site is invaluable for teens studying for exams. 16 to 18-year-olds love Test Doctors, which is a site designed to help students revise for their exams and is full of handy hints and tips. Rồi, trong đây nó qua bên cái đoạn mà hint some tips là từ 16 tới 18 luôn rồi. Nó qua cái đoạn nãy luôn rồi. Thì cái hồi nãy là make friends online with people mà their age là ok rồi này đúng không? Rồi thì cái đoạn thứ hai á là cái tên số 4 là gì mà mấy đứa nó có exam hint some tips mấy đứa? Cái gì? Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là website gì? Nó đọc một cái chữ mà mấy đứa không thể tưởng tượng nó là cái tên được đâu. Nó có một cái chữ nha, nó hơi bị vô duyên so với cái chủ đề này luôn. Một chữ rất bất ngờ nha, không liên quan gì tới chủ đề mình. Which is a site designed to help students đây. Study for exams. 16 to 18 year olds love Test Doctors. Test doctor. What? Không hiểu. Yeah, test doctor. Oh my god. Test and then doctor. Yeah, so this is the name. Okay, test doctor. Không thể tưởng tượng được đúng không? Tự nhiên liên quan gì đâu mọi người. Không liên quan gì luôn á. Không có một chút liên quan gì luôn á. Tự nhiên cái test doctor. Đó, thì bởi vậy nên là ngay hôm ra đúng rồi. Tự nhiên một cái website tên là Test Doctor. Rồi, nghe lại nè. Nghe thì được nhưng mà không nghĩ là tới chữ đó luôn phải không? 18-year-olds love test doctors. Đó, những đứa từ bao nhiêu tuổi đó nó love Test Doctor. Which is a site designed to help students revise for their exams. Cái website là giúp tụi nó làm gì? Revise cái gì? Cái exam và nó discover những cái gì hả? Exam hints và tips. Hints là gì hả?
gạch cho cô, cái cho cô nè. Hint có nghĩa là gợi ý. Hint có nghĩa là gợi ý. Còn tip là mọi người biết rồi chứ không? Tip là gì? Cái mẹo. Do mình cứ nói cái tip là cái tip, bây giờ biết cái tip nghĩa là gì mấy? Cái tip là cái mẹo á. Rồi còn hint là những cái gợi ý. Rồi được chưa cả lớp? Oh my god, cái test doctor thật là đau khổ cuộc đời. Rồi bây giờ chúng mình qua số 5. Wow, cái này vui nè. Cái này vui nè mấy đứa. Lại tiếp tục điền no more than 3 words or a number. Ok. Chúng ta sẽ có nè một cái summer camp. Chúng ta có một cái summer camp. Ở trên là có một con sông. Rồi chỗ này có mấy cái ô gì đây không biết. Rồi cái chỗ đất đó có một cái ô vuông, ô tùm lum đây. Rồi có ô nhỏ nhỏ ở dưới. Rồi ở dưới có một cái washroom. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền no more than 3 words nha. Cái này chắc hấp dẫn ha. Nhìn là không hiểu gì hết rồi đó. Ai biết trời. The site is run by subject specialists, so it's packed full of information. Track 10. Đây nè. The Health and Education Summer Camp in the County of Cork in Southern Ireland is ideal for young people who'd like to learn new sports and activities. It has a beautiful location near a river and occupies 5 acres. The camp has 2 types of accommodation, tents and cabins, both of which are modern and comfortable. The cabins are by the river, and the tents are on higher ground, away from the river and next to the washrooms. There are 2 washroom blocks, fully equipped with showers as well as toilets. We also have facilities for cooking here. We provide all pots, pans and utensils. All cooking is done in the cooking area, which is situated in the centre of the camp. This gives the camp a real social focal point. Track 11. The Duke of Edinburgh's Award is a programme of activities designed to... One more time. Nghe đúng một từ à? Track 10. The Health and Education Summer Camp in the County of Cork in Southern Ireland is ideal for young people who'd like to learn new sports and activities. It has a beautiful location near a river and occupies 5 acres. The camp has 2 types of accommodation, tents and cabins, both of which are modern and comfortable. The cabins are by the river, and the tents are on higher ground, away from the river and next to the washrooms.